Phương Thảo và ông Hiếu xin được chào mừng tất cả những quý khách hàng đã đến với kênh mua sắm trên truyền hình AZ Shop. Quý vị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta hiện nay thì từ trẻ em cho đến người già đều được khuyến khích ăn nhiều những loại rau củ hơn đúng không ạ? Để tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và những loại rau củ đặc biệt là giá và rau mầm thì có rất nhiều những chất dinh dưỡng, ví dụ như là vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B2 rất là cần thiết cho cơ thể để tăng sức đề kháng này, cũng như là chống lão hóa và cho chúng ta có một làn da mềm mịn hơn. Tuy nhiên có một vấn đề vô cùng lo ngại trong cuộc sống hiện nay thưa quý vị, đó chính là việc sử dụng những chất kích thích để rau và giá tăng trưởng, nó đem lại một cái hệ quả không tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào cả. Và về lâu về dài khi chúng ta sử dụng thì có thể gây nên những bệnh rất là nguy hiểm, đặc biệt là nguyên nhân gây ra ung thư thưa quý vị. Với mong muốn là sẽ mang đến cho tất cả quý vị một sản phẩm để giúp cho tất cả các hộ gia đình Việt Nam của chúng ta có thể là tự tay sản xuất được nguồn nguyên liệu của thực phẩm tươi sạch và không có thuốc bảo vệ thực vật, không có dư lượng thuốc trừ sâu. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu quý vị sản phẩm, đó chính là thiết bị làm rau giá sạch quy mô hộ gia đình. Và với sản phẩm này thưa quý vị, chúng tôi xin được bật với quý vị rằng là sản phẩm là một nghiên cứu của một nhà khoa học Việt Nam, đó chính là tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung đến từ trường Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia. Với một kích thước rất nhỏ gọn như thế này, thế nhưng hiệu suất hoạt động cực kỳ cao thưa quý vị. Chúng ta sẽ có là từ 1,5 kg đến 3 kg rau giá sạch thưa quý vị. Và sản phẩm này là một sản phẩm của trí tuệ Việt Nam. Tại sao tất cả quý vị không sở hữu để mà có thể là ủng hộ tinh thần Việt Nam, ủng hộ trí tuệ của Việt Nam đúng không nào Phương Thảo? Vâng, và ngày hôm nay sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn được làm bằng nhựa PP nguyên sinh thưa quý vị, không độc, không mùi và vô cùng an toàn cho sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng. Và ngày hôm nay AZ Shop mang đến cho quý vị một mức giá vô cùng ưu đãi hơn nữa, đó chính là 390.000 đồng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một phần quà tặng cũng hấp dẫn, đó chính là 300g đậu xanh và bên cạnh đó sẽ là một bịch rau mầm với một cái trọng lượng là 100g thưa quý vị. Và với quà tặng kèm theo ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị có được những cái nguồn nguyên liệu tươi sạch và an toàn cho những bữa ăn hàng ngày của gia đình. Và số điện thoại của chúng tôi vô cùng quen thuộc đang chạy trên màn hình của chúng ta, 0839109898, hoặc quý vị có thể truy cập website azshop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc cho quý vị. Thiết bị làm rau giá sạch đa năng GV102, xuất xứ Việt Nam, chất liệu an toàn, nhựa PP nguyên sinh và thép không gỉ 304. Được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. GV102, món quà Việt để ý nghĩa đối với sức khỏe người Việt. Thiết bị làm rau giá sạch đa năng GV102, dễ thoát nước, đảm bảo độ nén, không tốn điện, tốn nước, dễ vệ sinh, dễ thao tác. Chỉ cần tưới từ 2 đến 4 lần mỗi ngày, sản lượng cao đạt 1,5 đến 3 kg giá. Giá AZ Shop 390.000 đồng, bộ quà tặng kèm theo 300g đậu nành và một gói rau mầm. Và quý vị thân mến, bên cạnh mức giá vô cùng ưu đãi chỉ có 390.000 đồng thôi, thì sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay còn mang đến cho quý vị rất nhiều những lợi ích và ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như đầu tiên, chúng ta sẽ có một tâm lý yên tâm và an toàn hơn khi sử dụng các loại rau do chính tay mình làm ra đúng không ạ? Thứ hai nữa đó là hoàn toàn nguyên liệu của sản phẩm được làm bằng nhựa PP nguyên sinh, không màu, không mùi và không độc hại, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng về lâu về dài. Và như vậy đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta có thể làm được rất nhiều những món ăn ngon từ rau sạch, những món ăn tốt cho sức khỏe cho những người thân yêu của mình trong gia đình. Và ngay sau đây thì Hoàng Hiếu sẽ giúp quý vị thao tác nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một hộp sản phẩm như thế thưa quý vị, và với dung tích của sản phẩm này là 6 lít sẽ cho chúng ta có được cái lượng giá tối đa là 1,5 đến 3 kg được quý vị. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cho vào đây. Mở nắp ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên trong có gì ạ? Đây, một cái không gian rất là rộng lớn đúng không nào? Chúng ta sẽ cho đầu tiên vào đây đó chính là một tấm phên. Và xin được lưu ý quý vị rằng là với những tấm phên này, đầu tiên thì chúng ta sẽ lưu ý là sẽ có 4 cái gờ. Chúng ta sẽ cho 4 cái gờ này chỉ lên trên như thế được quý vị. Và sau đó thì chúng ta sẽ lắp đặt vào. Đây, một cái thiết kế rất là thông minh khi mà chúng ta có một cái tay cầm để nhẹ nhàng ấn xuống đúng không ạ? Và với một cái khoảng cách rất là thông minh thì chúng ta sẽ có thể thấy là một cái khoảng không thoáng bên dưới là 1,5 cm giúp cho nước luôn được thông thoáng và cái môi trường bên trong luôn được thoáng khí. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ ngâm đậu và cho đậu vào đây. Và xin lưu ý quý vị rằng là lượng đậu vào đây thì chúng ta có thể là cho từ 100g đến 300g và tốt nhất là chúng ta nên ở cái độ khoảng là từ 200g thưa quý vị. Và với đậu xanh, đậu nành hoặc là các loại đậu mà chúng ta muốn trồng giá thì một điều lưu ý quý vị rằng là chúng ta nên pha với nước sôi, thì chúng ta sẽ cho vào cái lượng này là 2 phần và nước lạnh là 3 phần thưa quý vị. Và chúng ta sẽ ngâm một khoảng thời gian là khoảng từ 25 đến 30 phút để cho những cái phần hạt này được kích thích chảy mông, và sau đó thì chúng ta sẽ rải vào trong cái tấm phên này. Và quý vị lưu ý là chúng ta nên rải đều để cho cái lượng giá của chúng ta, những cái hạt đậu có được một cái môi trường tốt nhất để phát triển quý vị nhé. Và sau khi mà đã cho đậu vào rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng một cái tấm phên nữa. Và quý vị lưu ý là với tấm phên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái đường kẻ như thế này, và chúng ta phải đặt những cái đường kẻ này song song với những cái khe hở ở bên dưới. Và tiếp tục thì Hiếu sẽ lật xuống bên đây. Này,
rất là đơn giản không nào? Và cho vào đây thưa quý vị, một thao tác rất là đơn giản và nhẹ nhàng ở nhà xuống. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một tấm phên nữa. Và lưu ý rằng là tấm phên này chúng ta cũng phải là đặt chiều song song với lại những cái đường kẻ ở bên dưới thưa quý vị. Và mục đích của việc đặt song song này thì sẽ tạo cái sự thông thoáng và tránh được cái côn trùng có thể là xâm nhập vào đây ở nhà xuống như thế này thưa quý vị. Rất là đơn giản đúng không nào? Và tiếp đến thì chúng ta sẽ một cái công việc rất là quan trọng, đó chính là lắp cái phần thanh cố định vào trong đây. Với cái phần thanh cố định thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp vào như thế này thưa quý vị. Này, rất là đơn giản không nào? Gắn chặt vào đây. Và Phương Thảo có biết mục đích của việc mà lắp những cái thanh mà cố định này làm gì không nào? Chúng ta sẽ tạo cái độ nén. Bởi vì với những cái loại giá đổ thông thường thì nếu mà chúng ta không có một cái độ nén thì sẽ làm cho giá đổ của chúng ta nó sẽ phát triển là đường thẳng và nó không có một cái sự bóng và bập đúng không nào? Và chúng ta sẽ đẩy lại như thế này. Với giá đổ thông thường chúng ta không được nén thì giá sẽ phát triển thành những cái sợi dài có lá bồng và hơi bị đắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ đẩy nắp lại như thế này và chúng ta sẽ để trong bóng tối được quý vị. Và với cách chăm sóc và tưới nước như thế nào cũng rất là đơn giản. Phía trước thì chúng tôi đã thiết kế sẵn một cái lỗ thông khí như thế này thưa quý vị. Mở ra cũng rất là dễ dàng thưa quý vị. Và mỗi lần mà chúng ta chăm sóc thì mỗi ngày chúng ta nên là tưới khoảng là 2 đến 3 lần nước thưa quý vị. Thao tác tưới nước cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần mở nắp ra và cho một cái lượng nước vừa phải vào trong đây. Và quý vị lưu ý là chúng ta nên đóng chặt cái khe ở phía dưới. Và chúng ta sẽ cho một cái lượng nước vừa đủ vào đây và cho đậu được uống nước trong khoảng là 5 phút thưa quý vị. Này. Vâng, và quý vị thân mến, quá trình của chúng ta vừa rồi hoàn toàn là một quá trình hô hấp yếu khí. Có nghĩa rằng là chúng ta chỉ cần cung cấp lượng oxy và lượng nước vừa đủ cho sản phẩm của chúng ta thì tự thân những hạt bên trong sản phẩm đã tự nảy mầm và giữ nguyên suy chất dinh dưỡng đúng không ạ? Và sau 5 phút đợi cho cái phần đổ bên trong được ngậm hết nước thì chúng ta sẽ tháo cái phần rờ cao su này ra thưa quý vị. Để cho nước bên trong được thống đẩy ra hết bên ngoài. Và với một cái thiết kế rất là thông minh như thế này thì sẽ giúp cho nước không bị ùn ứ bên trong và làm cho phần đổ chúng ta bị úng hoặc là bị hư đi. Và sau 3 ngày thì chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm rất là tuyệt vời này. Hoàng Hiếu xin được chia sẻ nha. Đây chính là cái phần giá đổ mà Hoàng Hiếu đã chuẩn bị trước đó khoảng 3 ngày thưa quý vị. Và với những cái sản phẩm ngày hôm nay quý vị có thể quan sát thấy thế nào ạ? Rất là tươi và hiệu suất hoạt động thì cực kỳ cao thưa quý vị, 800 đến 900% với 200 hoặc là 300 đổ mà chúng ta cho vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra nha. Quý vị quan sát thấy rồi, chúng ta sẽ có được những cái đột giá được trồng tự nhiên. Và quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy được là nó có một sự khác biệt rất lớn so với những cái loại giá mà chúng ta mua ngoài thị trường và được tẩm ướp những cái loại thuốc tăng trưởng. Rễ thì sẽ dài hơn và thân thì sẽ không quá tròn và không quá mập. Và bên cạnh đó thì quý vị thân mến, với những cái loại giá mà chúng ta trồng bằng phương pháp này thì để bảo quản rất là lâu, bỏ trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ sử dụng đến 7 ngày. Và trong quá trình mà chúng ta xào nấu thì sẽ không có ra nước thưa quý vị. Đó chính là một trong những đặc điểm mà Hiếu xin chia sẻ để quý vị có thể nhận dạng đâu là giá an toàn. Và bây giờ thì Hiếu sẽ sử dụng thử và chia sẻ cảm nhận đến tất cả quý vị nhé. Vâng, và Phương Thảo cũng được biết rằng là giá mà khi chúng ta mua ở ngoài chợ thì rất là mập, rất là béo, nhưng mà khi mà chúng ta để trong tủ lạnh thì khoảng 2 đến 3 ngày thôi thì đã có dấu hiệu hư hại rồi đúng không ạ? Tuy nhiên với sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể để sản phẩm trong tủ lạnh trong vòng 7 ngày và sử dụng mà không hề sợ hư hại. Và đặc biệt là cái mùi vị của giá mà chúng ta trồng tại nhà cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Nó chỉ một cái mùi vị hơi ngọt ngọt nè, rất là giòn và đặc biệt là có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại đậu nữa, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và với sản phẩm ngày hôm nay thì chính là một trong những công cụ vô cùng hữu ích để giúp cho quý vị có thể là tự tay trồng được những cái loại giá hoặc là những cái loại rau mầm tái trình của chúng ta. Và Hoàng Hiếu tin chắc rằng là sự tuyệt vời của sản phẩm này thì không dừng lại ở việc đó chính là trồng giá mà nó còn trồng được những loại đậu khác nữa đúng không nào Phương Thảo? Vâng, và quý vị thân mến, bên cạnh làm giá và làm đậu xanh thì sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay còn có thể làm được rất nhiều những loại đỗ và loại rau mầm khác nhau. Và ngay bây giờ thì Phương Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị chúng ta có thể sử dụng sản phẩm ngày hôm nay để làm đậu đen như thế này. Những cái loại giá được làm từ đậu đen thì chắc chắn cũng sẽ có một cái mùi vị rất là đặc biệt đúng không Hương Thảo? Vâng, và quý vị có thể thấy là chất lượng của giá rất là đồng đều và đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này thưa quý vị. Với những loại giá mà chúng ta làm tại nhà như thế này thì có thân thon dài hơn và có rễ rất là dài so với những loại giá mà chúng ta mua ở chợ đúng không ạ? Có cái thân rất là mập và không có rễ, thậm chí là rễ rất là ngắn thôi đúng không ạ? Khi chúng ta ăn sử dụng thì không thấy có mùi vị ngọt, không thấy giòn, cũng như là không bảo quản được lâu thưa quý vị. Và khi chúng ta sử dụng về lâu về dài thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây ra những căn bệnh ung thư vô cùng đáng tiếc. Thiết bị làm rau giá sạch Đà Nẵng GV102, trồng giá, trồng rau mầm, muối dưa cà, dưa hành. GV102 mang thực phẩm sạch cho bữa ăn Việt. Thiết bị làm rau giá sạch Đà Nẵng GV102, xuất xứ Việt Nam, chất liệu an toàn, nhựa PP nguyên sinh và thép không gỉ 304. Được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. GV102, món quà Việt để ý nghĩa đối với sức khỏe người Việt. Giá Ajashop 390.000 đồng, bộ quà tặng kèm theo 300g đậu nành và một gói rau mầm.
Trước đây thì gia đình của tôi rất là thích ăn những món ăn được làm từ giá, nhưng mà không có dám ra ngoài chợ mua, bởi vì giá ngoài chợ thì không có đảm bảo về chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy mà không biết, cũng rất là lo lắng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì gia đình tôi rất là yên tâm, bởi vì đã có máy làm giá. Thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể làm được nhiều món ăn tươi ngon từ máy làm giá. Chính vì vậy mà gia đình của tôi rất là yên tâm mà không phải lo về chất lượng nữa. Quý vị thân mến, quý vị biết là công việc đặc thù của người dẫn chương trình là nói rất là nhiều, và bản thân Thanh Trang thì cũng biết là vì mình nói nhiều cho nên là phải giữ giọng mình phải trong, phải hay, không bị khan, và bằng cách là đã uống nước giá mỗi ngày, mà giá mua ở ngoài thì sợ là có chất bảo quản này, có hóa chất, như vậy thì không tốt cho sức khỏe một chút xíu nào cả. Và Thanh Trang đã sử dụng bằng cách là làm giá ngay tại nhà của mình một cách rất là thủ công, như vậy thì nó cũng hơi mất thời gian một chút xíu. Nhưng mà từ ngày mà biết là công ty có giới thiệu cái sản phẩm thiết bị làm giá thì Thanh Trang đã sử dụng thử và thấy vô cùng hiệu quả luôn. Có giá uống mỗi ngày luôn quý vị ạ. Không chỉ uống một lần mà uống rất rất nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy mà giọng của Thanh Trang rất là khỏe. Một cây mà dẫn 3 đến 4 chương trình vẫn cảm thấy là cái giọng mình rất là hay luôn. Vậy thì quý vị ơi, đừng bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì Hoàng Như thấy rằng là Phương Thảo còn chuẩn bị cả hai chiếc thùng, và không biết là bên trong có gì vậy Phương Thảo? Và quý vị thân mến, ngay ở đây thì Phương Thảo đã chuẩn bị một sản phẩm rau mầm như thế này đã được 3 ngày rồi. Và không biết là thành quả của chúng ta sẽ như thế nào, đây là chúng ta cùng khám phá quý vị nhé. Wow, trồng được cả rau mầm đúng không Phương Thảo? Và Hoàng Hiếu là nghĩ rằng là với sản phẩm ngày hôm nay thì ngoài việc là trồng giá thì chúng ta sẽ là tự tay để mà trồng rau mầm tại gia đình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra xem những cái cọng rau mầm sẽ như thế nào. Vâng, quý vị thân mến, sản phẩm rau mầm của chúng ta thì rất chất lượng, rất là đồng đều như thế này và rất là an toàn và hợp vệ sinh nữa đúng không ạ? Và ngoài việc đó chính là trồng những cái loại rau mầm thì chúng ta có thể là sử dụng tận dụng cái phần quà tặng kèm theo, đó chính là 100g hạt cà rau muống, và chúng ta sẽ cho vào đây trồng, và sau khoảng là từ 5 đến 7 ngày thì chúng ta sẽ có được khả năng để mà thu hoạch được những cái loại rau rất là tốt cho bữa ăn của chúng ta đúng không nào? Và ngoài việc là trồng những cái hạt rau muống thì chúng ta là trồng hạt hướng dương, hạt củ cải đúng không nào? Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Vâng, và rau mầm thưa quý vị có rất là nhiều những chất dinh dưỡng khác nhau với tác dụng cho sức khỏe của chúng ta, ví dụ như là chất vitamin E, vitamin B, vitamin C và rất là nhiều acid amino đúng không ạ? Giúp cho chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch, chống tiêu hóa tốt hơn, và còn làm cho da của chúng ta ngày càng mịn màng hơn với tác dụng chống lão hóa khi chúng ta sử dụng từ lâu về dài đúng không ạ? Và ngoài khả năng là tốt cho sức khỏe thì còn có khả năng là làm đẹp và phòng chống một số bệnh nữa đúng không nào? Bên cạnh việc chúng ta có thể sử dụng để làm giá cũng như là làm các loại đậu, đậu đỗ thì chúng ta có thể sử dụng để muối dưa, muối cà nữa thưa quý vị, vô cùng là tiện lợi. Muối dưa và muối cà nữa. Và cái phương pháp muối chắc chắn là cũng sẽ rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta chỉ cần vệ sinh những cái phần nguyên liệu và cho tất cả vào trong cái bình này, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái lượng nước ấm là khoảng 45 độ và hòa một cái lượng muối loãng vừa phải, và sau đó nén thật chặt lại và để khoảng là 2 đến 3 ngày là chúng ta đã có ngay thành phẩm, đó chính là những cái món dưa muối rất là thơm ngon và tự tay chế biến như đúng không nào Phương Thảo? Vâng, và quý vị ơi, của chúng ta lưu ý một điều, đó chính là với món dưa muối và cà muối thì chúng ta chỉ cần sử dụng một chiếc tên thôi, thao tác còn đơn giản và dễ dàng hơn việc chúng ta làm những hoạt đậu cũng như những loại giá khác nhau đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không thưa quý vị, với chỉ trong cùng một sản phẩm thôi mà chúng ta đã có là tự tay để mà có thể là chế biến được rất nhiều những cái loại sản phẩm khác nhau, với những cái loại giá được làm từ những loại đỗ, ví dụ là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành nữa, rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó còn trồng được cả rau mầm và chế biến được cái món ăn rất là truyền thống chính là dưa cải đúng không nào? Vậy là từ nay với chỉ trong cùng sản phẩm đó thôi, chúng ta có thể là làm phong phú hơn cho bữa ăn gia đình, cái bữa ăn sẽ trở nên chất lượng hơn và an toàn hơn Phương Thảo ạ. Và nhắc đến những loại giá thì chắc chắn là một cái nguồn nguyên liệu, một cái loại nguyên liệu không thể thiếu cho những món ví dụ như là dưa giá muối để ăn thịt kho tàu đúng không nào? Và bên cạnh đó thì sử dụng giá để cho những cái món ví dụ hủ tiếu nè, rồi mì nè, rất là tuyệt vời đúng không nào Phương Thảo? Và bên cạnh đó thì chắc chắn là quý vị sẽ rất là hài lòng với sản phẩm ngày hôm nay. Vâng, nghe rất là hấp dẫn đúng không quý vị? Và ngày hôm nay thì AZ Shop mang đến cho quý vị cơ hội mua sắm vô cùng ưu đãi với mức giá chỉ có 390.000 đồng thôi thưa quý vị. Bên cạnh đó chúng tôi còn mang đến cho quý vị một bộ quà tặng, một bộ quà tặng bao gồm 300g đậu xanh và 100g hạt rau mầm như này, giúp chúng ta có thể thử nghiệm trên sản phẩm của chúng ta, mang đến những món ăn, những món rau, những món đậu thật là thơm ngon và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta. Và quý vị thân mến, đừng quên số điện thoại quen thuộc của tổng đài 0839109898. Một cách khác để đặt hàng đó chính là truy cập vào website azshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Thiết bị làm rau giá sạch đa năng GV102, xuất xứ Việt Nam, chất liệu an toàn, nhựa PP nguyên sinh và thép không gỉ 304. Được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. GV102, món quà Việt để ý nghĩa đối với sức khỏe người Việt. Thiết bị làm rau giá sạch đa năng GV102, trồng giá, trồng rau mầm, muối dưa cà, dưa hành. GV102, mang thực phẩm sạch cho bữa ăn Việt.
giá iZshop 390.000 đồng. Bộ quà tặng kèm theo 300g đậu nành và một gói rau mầm. Và quý vị thân mến, Phương Thảo xin được nhấn mạnh một lần nữa, đó chính là chỉ với một mức giá vô cùng ưu đãi 390.000 đồng thôi, quý vị đã sở hữu ngay một bộ sản phẩm như thế này. Chúng ta có thể sử dụng để mà làm giá, làm các loại rau mầm cũng như là để muối dưa chua và cải chua, vô cùng là an toàn cho sức khỏe, đúng không ạ? Đúng rồi nào. Quý vị thân mến, và sản phẩm ngày hôm nay quý vị hãy quan sát một lần nữa, thân thiện và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng luôn là những tiêu chí mà nhà sản xuất đã quan tâm khi mà nghiên cứu. Chúng ta sẽ có những cái fan cũng như cái thùng được làm bằng chất liệu là nhựa PP, nhựa nguyên sinh sự, rất là thân thiện với sức khỏe của người tiêu dùng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cái phần thanh mà chúng ta nén cũng được làm bằng chất liệu đó chính là inox 304, không bị tét trong quá trình mà sử dụng, hoàn toàn là thân thiện với sức khỏe. Vậy là từ nay thì chúng ta đã có ngay một sản phẩm tại gia đình để mà có thể là chế biến thành rất là nhiều những cái loại rau giá sạch. Chúng ta có giá này, có rau bọc, và bên cạnh đó còn là dưa chua, dưa muối nữa. Món ăn dành quý vị sẽ trở nên đầy đủ hơn, hấp dẫn hơn và an toàn hơn rất nhiều thưa quý vị. Và sản phẩm ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng là sản phẩm trí tuệ người Việt Nam, nghiên cứu để phục vụ cho nhu cầu người Việt Nam. Vậy thì tại sao quý vị không nhanh tay để mà sở hữu sản phẩm này, ủng hộ người Việt Nam và ủng hộ tinh thần cũng như trí tuệ của người Việt Nam ạ? Vâng, và Phương Thảo xin được nhắc lại một lần nữa, giá của sản phẩm ngày hôm nay vô cùng ưu đãi thưa quý vị, chỉ có 390.000 đồng mà thôi. Và bên cạnh đó chúng tôi còn tặng kèm cho quý vị một bộ quà tặng với 300g hạt đậu xanh và 100g hạt rau mầm như thế này thưa quý vị. Và với sản phẩm quà tặng kèm theo thì chúng ta có là tự tay để mà trải nghiệm cảm giác là trồng và thưởng thức những cái loại rau mầm tại gia đình nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Quý vị hãy nhìn xem mà, đây chính là những thành phẩm mà chúng ta có được khi mà sử dụng chiếc máy làm giá quy mô hộ gia đình mà chúng tôi mang đến quý vị. Rất là xanh, rất là tươi mát và chắc chắn thì chất lượng cũng sẽ rất là đảm bảo thưa quý vị. Một màu xanh mướt và làm cho chúng ta cảm thấy rất là kích thích cái khẩu vị. Vâng, và Phương Đạo và Hồng Hiếu rất mong rằng quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay để mang lại một cuộc sống lành mạnh, một sức khỏe tốt hơn cho những thành viên trong gia đình của mình. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Phương Đạo và Hồng Hiếu sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau với những sản phẩm ưu đãi và hấp dẫn hơn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.